Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vào Bếp Cùng Hay Yến. Hôm nay thì lại là mình và Cường, và sẽ lại là một món ăn mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích. Quay lại thì... đúng với bản chất của căn bếp này. Đúng với bản chất, đấy là phô mai Hải Yến. Và bây giờ thì đã tuyển thêm được một phô mai Nam Cường. Phô mai Nam Cường. Hôm nay thì bọn mình sẽ quay trở lại với một món ăn mà hình như là cũng đã khá là quen thuộc rồi. Cũng có thể gọi là món bánh gà đấy. Trước đây thì mình với Hạnh cũng từng làm món bánh gà thì phải. Nhưng mà bánh lần này khổng lồ đúng không? Lần này thì nó phiên bản hơi khác một tí. Đấy là bánh gà cuộn phô mai à? Gà cuộn phô mai. Cuộn phô mai. Nên là ok, hôm nay chúng mình sẽ cùng làm một miếng gà cuộn phô mai siêu to và siêu ngập răng. Và chắc chắn là sẽ phải siêu nhiều phô mai rồi. Và siêu nhiều calo nữa. Hơi kém. Bọn mình chúng mình có cái lườn gà này, phô mai này, phô mai nguyên tảng nguyên miếng luôn. Cái nguyên liệu để mình làm lớp vỏ ấy thì có bột mì này, bột chiên xù này, có trứng này và cả thêm cái bim bim này nữa. Đây là bim bim và đây người ta gọi là nacho, thì mọi người có thể thay vào một loại bim bim khác như mình biết là hot Cheetos, loại đấy cũng rất là ngon. Nhưng mà mình theo công thức thì mình đã dùng cái nacho này. Ôi thèm lắm rồi, bây giờ bọn mình làm luôn đi. Đầu tiên chắc là mình sẽ sơ chế cái miếng gà đi. Mình nghĩ là mình sẽ phải chia đôi cái phần này ra cho nó mỏng hẳn ra để nó thành một cái bản to hơn đấy. Đấy, màn khai dao của chị em mình cũng được gọi là okela nhá. Okela. Đây là cái đập thịt 100k mà Cường đã tìm được. Mọi người biết gì không? Lúc mà mình không tìm được cái này ở chỗ đầu bếp ấy, em còn định ra chỗ mua búa. Em định mua cả búa về. Mình đập ra như thế này ấy, thì miếng thịt gà nó cũng sẽ mềm hơn, với cả là nó cũng sẽ mỏng hơn ấy. Nó sẽ tạo cái diện tích rộng hơn để tí nữa mình cuộn phô mai nó cũng dễ hơn nữa. Mình đã thử bằng cái lăn bột này. Gì đấy hả Cường? Thăm ngàn. Ủa, nhỏ nhỏ này mà đập kinh phết đấy. Ồ, mình cứ nghi ngờ sức mạnh của nó vậy. Thôi mỏi tay thì thôi. Hay là bây giờ chị em mình một người thái một người đập nhỉ? Hợp lý ta, đây. Sao chị lại so sánh em như thế? Em buồn đấy. Buồn quá nào. Hay tí đấy em thử em sẽ nhớ đến người yêu cũ sang đập chị ạ. Ôi rồi ôi. Rất là to. Ui tí này là cắn này là ngập răng luôn đấy. Cái miếng gà này nó quá dày ấy, nên mình cũng phải lạng thành 3 phần ấy. Như một miếng cá phi lê. Chị ở chồng chị em mình có ra dáng mấy bà bán thịt ở chợ đấy. Đúng không? Giống đấy. Ôi, bên này, nhìn xem nó có vương đầu chị không? Không. Đây, hai chỗ này à? Phải mát mát đi. Mình sẽ tẩm ướp vào đây một chút muối, một chút tiêu ấy, cho nó đậm đà ấy, với cả cho cái miếng thịt gà nó thơm hơn ấy. Ủa không biết là cho mấy cái như kiểu rosemary vào đây có được không nhỉ? Biết đâu lại thơm hơn. Thịt gà này mình đã tẩm ướp xong rồi, bây giờ sẽ để một lúc để cho nó ngấm gia vị. Chị thấy gì đây không? Gần đi chị ơi, nổi cục lên rồi đây. Cái đập thịt này nó to quá mà. Cái phô mai này thì mình sẽ chia đôi ra này, để nguyên tảng như thế này để tí mình cuộn vào miếng gà. To đấy, đỉnh đấy. Phô mai mà rẻ hơn là mình cũng mua thêm nhiều đấy, hơi đắt. Phần vỏ cho miếng gà, đập trứng ra đây. Cái nacho thì mọi người sẽ cho vào túi và đập dập nó ra, đập vụn nó ra ấy, để tí nữa mọi người sẽ tẩm ướp với gà, kiểu áo qua lớp gà bên ngoài á. Đó. À, cái lớp vỏ giòn ấy. Ồ. Thế thôi nhỉ? Rồi chị ạ, rồi. Đấy, được rồi đấy. Đưa đến phần cuộn gà.
mình sẽ thử cuộn miếng gà đầu tiên. Chắc là cái miếng phô mai này nó đã có hình chữ nhật như thế này rồi, chắc là mình sẽ cuộn gà theo miếng phô mai này để ra được cái một miếng gà trong nó hình chữ nhật ấy. Thế là mỗi tội là cái miếng thịt gà này nó hơi nát, hơi bụi một tí, nó không có hình thù gì cả. Cái này là gì thì ăn là chị ăn ạ? À? Thì lại lấy phô mai, có phô mai thì gói vào, không thì mình lại làm gà viên. Ui trời ơi, được đấy, trời ơi, được quá nhỉ. Bây giờ mình cho ba cái với lại cái bột này, với ba cái bột này chị đi. Ừ, ba cái bột cho. Ôi chị chỉ sợ nó bong ra thôi. Ủa em cũng đang sợ nó bong ra. Được ha, trời ơi, được rồi đấy. Được. Trông vẫn hơi ít bột chị ạ. Hơi ít bột. Nó rơi đấy, giờ vào trong chảo nó rơi đấy. Được. Để ở đây. Nhỏ lửa đi tí. Cẩn thận bỏng ấy. Ôi trời ơi, được rồi này. Ôi Cường ơi, cái sao chị? Cái ụ của Cường. Cái gì đây? Bởi vì em sợ nó bị bung ra, phải cho nhiều vô. Cái gì đây? Ôi chị ơi, nhìn này, một cái của em đẹp rồi. Cháy. Mình đã có thành quả ở đây và một miếng gà bọc phô mai, và bên trong này là một tảng phô mai rất là to. Em ăn cái nào? Em muốn ăn cái này. Okay. Cũng đang rất là hồi hộp, không biết là cái miếng thịt gà bên trong nó có chín không, nó có vừa miệng không này, phô mai bên trong này nó có chảy được không nào. Chưa đến phô mai mọi người ạ. Mà gà thịt đấy thế ạ. Gà tươi mà mềm thơm á. Ui, vẫn còn nóng hổi, bốc khói à. Ui, gà đặc biệt rất ẩm luôn. Không đùa đâu. Không nói lên lời nữa. Ngon nhờ. Cái miếng tương cà tẩm ướp ở đây là hợp lý chưa? Ngon. Tẩm ướp cũng vừa phải nhờ, không bị không bị mặn quá. Mà cái này nếu mà vỏ ngoài nó là ướp bằng cái bim bim thì có bị mặn không chị? Không, okay. Ok mà. Ủa, giòn okay. Thơm lại còn có hơi cái mùi cái vị phô mai thơm thơm của cái bim bim này. Wow. Thơm. Miếng này mà bán phải 50.000. Không, 50.000 được. Riêng miếng phô mai là 35.000 rồi. 35.000 rồi, chết rồi, miếng này phải 60-70.000. Mình nghĩ là các bạn làm kinh doanh online cũng có thể thử món này của bọn mình. Biết đội best seller. Quay. Thật sự là cắn miếng nào cũng được kéo phô mai đã đời luôn ấy. Wow. Mà đặc biệt là cái gà nó ẩm, nó không bị khô ấy. Ngon nhở, tuyệt vời ấy. Thật lịch quá. Đây là một món gà siêu thành công của bọn mình nữa. Tuyệt vời.
Trước đây thì mình chỉ nghĩ là mình sẽ cho cái mình hay quấn cái phô mai sợi đúng không? Sợi đúng rồi. Cho rất là ít ý, và ui cho nguyên tảng phô mai này ăn rất đã luôn ý. Đúng là team phô mai là phải thử ngay món này bởi vì nó quá đỉnh cao. Mà cũng không có gì phức tạp ấy, tẩm ướp cũng rất là đơn giản nhá, rất ngon. Nguyên liệu các thứ chuẩn bị cũng rất đơn giản. Và nếu mà muốn tìm mua gà mà nó tươi như này đâu thì mọi người hãy inbox cho Cường nhé. Vẫn chưa thấy ai inbox cho mình từ số trước đến số này, mình yêu cầu mọi người inbox cho mình vài hoài để Instagram của mình ở đây nhé. Ok được rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, nhớ subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì. Tạm biệt. Bye bye.